Hàng Du Mục và Tim Quang Linh Vlog vừa có màn gặp mặt đầy chấn động netizen dần dần khi cả hai sau thời gian dài tương tác, livestream bán hàng cùng nhau thì nay đã có cơ hội gặp gỡ, đón nhau ở sân bay, một thành viên còn dính kiếp nạn bảo vệ. Hàng Du Mục là nữ TikToker đã không còn quá xa lạ đối với những người sử dụng mạng xã hội. Cô là một trong những cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với hơn 2,3 triệu người theo dõi, nội dung chủ yếu review về cuộc sống du mục tại các địa danh du lịch tại Trung Quốc, những món đặc sản Trung Hoa và những địa điểm lạ có thật như Hỏa Diệm Sơn trong tác phẩm nổi tiếng Tây Du Ký. Từng có màn kết hợp livestream đôi cùng nhau, Hàng Du Mục với danh xưng chiến thần livestream, chốt đơn như vũ bão, nữ TikToker từng có pha bán hàng phụ Quang Linh Vlog thu về doanh thu cực khủng. Cũng từ đây, mối quan hệ hai chị em đã trở nên vô cùng thắm thiết, thậm chí nhiều fan còn đùa vui Hàng Du Mục là chị ruột Quang Linh. Mới đây, trong dịp cả hai cùng có chuyến về Việt Nam, thì Hàng Du Mục và Tim Quang Linh Vlog đã cùng nhau sắp xếp có cuộc gặp gỡ. Đón Hàng Du Mục ở sân bay, Quang Linh Vlog cùng lôi con đã có màn tạo bất ngờ ấn tượng cho nữ TikToker. Theo đó, trong lúc Hàng Du Mục đang loay hoay với hành lý và chờ Quang Linh ra đón, thì lôi con đã hăng hái chạy lại, la to cô Hằng. Bất ngờ vì giật mình, Hàng Du Mục ngơ ngác nhìn lôi con, sau đó mới nhận ra mình bị Tim Quang Linh đánh úp. Để đón tiếp Hàng Du Mục, nam YouTuber cũng tinh tế tặng kèm một bó hoa lớn. Hai chị em tay bắt mặt mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau ngay tại sân bay. Hình ảnh ngay sau đó được nữ TikToker đăng lên trang cá nhân, nhận về lượt tương tác siêu khủng. Chưa hết, bài đăng của Hàng Du Mục còn gây chú ý khi hài hước nhắc về thành viên Tiến Nguyễn trong team của Quang Linh. Theo đó, anh đã bị bảo vệ bắt lại đi đổ xe, không cho vào đón Hàng Du Mục ngay cùng Quang Linh và bố con lôi con, nên trong bức ảnh chụp cùng không có Tiến Nguyễn. Viết trong bài đăng, Hàng Du Mục kể, anh Tiến bảo anh ra đón em, bảo vệ không cho anh vào, bắt đi đổ xe, không chụp chung được. Tuy nhiên, nữ TikToker sau đó cũng hài hước ghép tấm ảnh Tiến Nguyễn vào trong hình ảnh chụp chung, khiến netizen nhìn vào phải cười nghiêng ả. Trong lần gặp gỡ này, Quang Linh và Hàng Du Mục được biết sẽ có những phiên livestream kết hợp cùng nhau, hứa hẹn sẽ tạo ra được những con số kỷ lục từ hai chiến thần chốt đơn này. Trước đó, trong lần live chung vào dịp Tết bán xét quà của Quang Linh, xuất hiện trong livestream, Hàng Du Mục gây ấn tượng với khả năng nói chuyện khéo léo, cuốn hút. Cũng nhờ đó mà dễ dàng giúp Quang Linh bán được nhiều xét quà Tết. Chia sẻ sau livestream, Quang Linh tỏ ra rất bất ngờ, ô, thế bây giờ hai anh em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây. Bên thông báo còn 3.000 đơn, đến bây giờ còn 650, chưa tính những tin nhắn chốt đơn của anh chị em ở nước ngoài nữa. Ơ, thật nhở, hai anh em mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà Hằng bà ngồi nói, một mình bà bán. Mà cái câu chuyện mình chưa kể với chị Hằng này nhé, mà nói mượt lắm. Ui, là sao nhở, bây giờ vẫn là kiểu đang đơ đơ ấy các bạn. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho Hàng Du Mục bởi cách nói chuyện khéo léo, tinh tế của cô. Nhiều người còn nhận ra cô rất có tâm khi tìm hiểu kỹ sản phẩm xét quà Tết của Quang Linh Vlogs để chia sẻ trong livestream. Cùng với đó, một số người còn bình luận rằng không chỉ nhờ sự khéo léo trong cách nói chuyện mà còn bởi bán các sản phẩm chất lượng, vì thế nên Hàng Du Mục mới có được thành công như ngày hôm nay.